giữa. Cho cái tông bảo các cái bữa bỏ vô. Rồi bỏ vô. Mọi cái để đi. Còn cuốn nữa. Rồi cuốn Brilliant giới thiệu trước nè. Cầm ra banh mấy cái trang nào đẹp á, banh ra cho thầy. Rồi giới thiệu mọi người đi. Cái trang nào đẹp á, banh ra. Từ từ. Rồi tiếp đi. Rồi đóng lại. Rồi ok. Chia cho mọi người coi cái chiếu chiếu đi. Rồi chiếu chiếu coi. Chiếu qua chiếu lại coi. Đó 600.000 cái chiếu chiếu nè ha. Nguyên cuốn này hết nhiêu tiền? 2 triệu mấy một cuốn. Rồi. Bán 80 hả? Rồi mời Melozen vô đi. Melozen hả? Có chiếu chiếu không thầy? Có chiếu chiếu nè. Có được chiếu không? Thế là trang nào cũng đẹp hết rồi, em lên lấy trang nào. Rồi cho coi lại bìa đi con, cho coi lại bìa. Rồi ok. Thầy quay quay kỹ vô cái tên tổng biên tập nha thầy, tên em á. Quay cái kỹ chút. Trang nào đẹp cho mọi người cùng coi. Rồi tiếp với con. Rất là sáng, rất là sắc màu luôn thầy. Ok, xin lỗi. Nãy không cho lật thầy, nó kêu là không lật. Lật cho bạn đọc Mời tới đây khảo. Kiếm trang khác đi. Ok, tới tờ Linh đây nè. Rồi. Nhớ gửi chị tờ Linh coi nha. Em gửi thẳng cuốn báo với tờ Linh luôn. Rồi ok. Báo này chưa bóc siêu, nó hơi dính. Trang này là cái trang em tâm đắc nhất rồi thầy. Brand Even hả? Đúng rồi thầy, Brand Even tâm đắc chứ. Ừ. Rồi tới bài tự viết đi thầy. Hết cái khúc này hết đẹp. Rồi ok hả? Nhóm Celine hả? Quay cái bìa Celine hả? Rồi nhóm Celine. Chiếu không? Chiếu mẹ. Đâu có thấy chiếu gì đâu. Chiếu nhưng không đáng kể. Rồi. Cái chiếu của em hết mấy trăm ngàn. Nhiều lên luôn không thầy? Ừ, được. Trang nào đẹp á, cho bạn đọc coi. Ừ, chỉnh cho bạn. Cuốn này hết nhiêu tiền? 700 mấy. 700 mấy nè. Rồi bắt đầu vô live show tóc tiên ha. Rồi từ từ để quay quay. Chị Tóc Tiên có coi clip này nhớ subscribe tụi em. Nhớ bút tụi em. Nhớ mà bốn đứa đang cần việc làm hả chị Tiên hả? Tiếp em. Trời ơi, quét mấy lần quét cùng quét điên luôn. Quét đến 4K luôn. Rồi ok ạ. À. Rồi mời nhóm nhóm phim đi. Nhóm phim đi quay cái bìa. Rồi ok. Để giữa nè. Rồi
quay thầy á, quay thầy. Cạn lời không dám nói nào. Nắm được hết kỹ thuật làm báo rồi đúng không? Yeah. Rồi qua đi, bắt đầu vô bài đính ha. Rồi ok. Rồi ok làm cái đó. Rồi ok vô. Rồi qua mấy trang đẹp đẹp này. Bỏ cái bút mát ra. Rồi qua nhanh nhanh, cái nào đẹp thì lấy lại. Rồi đúng chưa? Chúc mọi người đứa thành công.